Xin chào các bác, chào mừng các bác cùng quay trở lại với kênh Đào Cảnh Tây Bắc ạ. Ở video hôm nay là một video về cây nhất chi mai, hàng cây nhỏ. Đây là cái đợt chốt xăm cuối cùng các bác nhé. Thế nên là quay một xíu để cho các bác cùng xem. Đó. Đây là cái phân khúc mà nó không phải là nhỏ lắm và cũng không phải là to lắm. Đó. Cái phân khúc này vừa vừa nhé. Chuẩn bị cho dịp Tết 2025 này các bác ơi. Đó, bác nào mà muốn nhập xỉ với số lượng lớn nhất chi mai thì các bác cùng bấm like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé. Và các bác có thể là vào trực tiếp Zalo ạ, số lượng này em có ghi trên góc màn hình các bác. Đó, bác vào Zalo đó để kết bạn với em nhé. Rất là mong muốn được kết bạn Zalo với các bác ạ. Đây. Thôi cũng không có cái gì mà để mà chia sẻ và nói nhiều cả, vì mục đích cũng chỉ là lên khoe cho các bác một xíu là nhất chi mai hiện tại đã cắt dăm chốt các bác nhé. Rồi các bác tiếp tục nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới của kênh Đào Cảnh Tây Bắc. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video sau.